rớt từ phía cánh lao vào dung xin xích địa ngục còn ai, nhưng có Canavi đứng ra lao vào hấp chất liên lạc thả cực kỳ đẹp của sinh viên nhưng ba sáu chín đang quậy, anh ta cố gắng quậy thì bây giờ đứng yên và sửa ba sáu chín chưa có một sát thương của T1 và T1 quét sạch Jin Dong. Biết họ gì không? Họ gì? Họ đang co cụm phòng ngự ở trụ bảo vệ nhà chính của mình. Rớt là người lao vào gạt nhẹ đối phương 1 tỷ rồi lui ra. T1 đang chờ đợi những pha bắn của những con xe có bộ lợi Baron. Canavi lại bị xỉa và lại mất máu. Jin Dong đang phải lui ra. T1 phá trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên và thứ hai. 369 đang phải lui. Jin Dong cố gắng tràn lên nhưng đại địa chân đã được chọn. Và Ruler bị bắt lại. Anh ta bấm đi đặt đỉnh điểm và nằm xuống. Con đường hoàng kim của Ruler và Jin Dong bị chặn thứ bởi Faker và T1. Những đứa con lạc lối của em gì? Hỡi những con lạc lối của DK. Hỡi những đứa con lạc lối của Jin Dong. Hãy về đây, quỳ xuống chân Faker. Và chúng tôi sẽ cho các bạn có nhà có cửa, một nơi các bạn có thể ngẩng cao đầu quanh năm xuống tháng, mọi lúc mọi nơi, chứ không phải cúi gặp đầu xuống đất để đi ra ngoài đường. Nơi đây chính là nhà của Giang Nguyễn. Chiên quan vui về nhì. Hay quá. 달. 막 trời, 막 trăng. 그리고 다섯 개의 봉우리. 야, 남 đỉnh núi. 왕의 그림이라고도 불리는 작품입니다. 특장 của các vị thần. 왕이 어디를 가든 항상 왕의 뒷배경을 차지했던 그림입니다. 이 그림은 아직 미완성입니다. 왕이 비로소 앞에 앉아야만 그 그림이 완성이 된다고 하죠. Đây rồi. Ten Ruler versus Canavi về nước đánh nên yêu nước thôi. Bán cho Bảo Y đánh đúng kiểu năm sau về LCK. Thế về họ có thể nát ship 23 LPL 30 nhưng ship 2016년 31T1 dành cho họ sự tôn trọng về LCK. 상대는 다름 아닌 룰러였죠. 2017년 대등하고 다시 일어선 룰러는 끝나지 않을 것 같았던 T1의 황금기에 막을 내립니다. 그때도 약간 SKT라는 팀 자체가 몇 단계 더 위에 있다 라고 많이 느꼈었는데 페커 선수는 높은 곳에 올라가려면 늘 마주해야 하는 벽 같은 존재였었어요. 그때 페커 선수를 꺾고 토플에 들었을 때는 nó coi video Faker khóc. Thằng Ruler nó muốn đạo diễn cho nó coi Ruler khóc. Nó coi Faker khóc. Nhưng mà nay ai khóc? Hôm nay ai là người khóc? Yeah. Người già là Ruler, not Faker. Ok. 세상에 있는 거 다 가진 기분? 내가 주인공이 됐다라는 생각을 많이 가졌었어요. Đừng có nói mày là nhân vật chính, không có cửa, không có thảo quang. 우만함, 자만심도 많이 있었던 것 같고, 무조건 우승. Nhìn mặt không có thảo quang. 좀 더 저를 잡아먹었던 것 같아요, 제 자신이. Ruler no longer in GMG while he has been for so long. He's transformed JDG into an even more complete. Nè, nhìn gương mặt nè. Không tốt ra được một cánh hào quang nào của quỷ dương của bất diệt. Không, không, không. Chưa thấy một cánh hào quang bất diệt nào nằm ở Ruler. Nó chỉ là phong độ nhất thời. Nó chỉ là phong độ nhất thời thôi. Đẳng cấp đã được chứng minh ngày hôm nay. Đẳng cấp chứng minh ngày hôm nay. 10 năm bất giờ diệt. Trong kênh chắc còn mỗi T một con thôi đúng không? Cháu bảo 10 năm bất diệt. Yes sir. Nói chính xác là như vậy. Faker. He's transformed JDG into an even more complete team. Không có tí hào quang nào em ơi. Đừng gán làm ngầu. Ngay cả khóc thôi nè. Nè. Ngay cả khóc luôn. Hào quang nó cũng rực rỡ. NT giờ bận đặt áo. Hào quang nó cũng rực rỡ. Nó chói, nó sáng. Ok chưa? Ruler 선수가 상영형 페이커 선수한테 한번 큰 상처를 줬기 때문에
상현경을 도와서 룰러 선수를 이길 수 있다면은 좋을 것 같습니다. No matter the thing. Đúng là nghe của anh. Phải vậy em. Tôi 2017 入了终结了 T1 的王朝，在今年会终结韩国中单的王朝。선수를 어떻게 막을 거냐고 물어보시던데 막는 게 아니고 부셔버리도록 하겠습니다. 太子能够，去年输给T1以后，安康舍罗，安吉格里奥罗。今年四强再碰到 T1 的话，我觉得也算是一个命运吧。진도아직아무도이루지못한골든로드달성에한발자국더가까졌습니다2017년에그때보다마인드가많이바뀌었다생각한게운명이이끄는대로최선을다하면높은곳까지올라갈수있다고생각합니다그들의앞엔아직넘어서야할산이있습니다저희가갈길은5시30분의방송강력지우대팀관không phải là ruler đó chính là tim quan tim quan muốn dừng lại nghỉ ngơi một khoảng thời gian nào đó nhất định thôi bây giờ là lúc tim quan quay trở lại cái triều đại của mình ok chưa tim quanTeam 1 이미정리되어있습니다룰러선수잊지말아야할겁니다모든길은결국저를통한님박아왕리không nói nhiều hồi đó thua là không nói nhiều nó chói à chói à shibaTôi tưởng tôi ước lên tôi nhìn ánh mặt trời không đó ai ạ vậy năm giỏi quá ai cha là cố tình đúng cô A Trung ai cha con ếch con ăn con biên siêu ai chói như vậy thì phải làm sao chói nhiều thì làm sao phải làm hình lên avatar thôi chói quá phải làm ngay cho mình một cái hình lên avatar chung kết top god the sai nâng cúp nhà anh tamnâng lên đưa cho bố rớt trao cho ông nội Faker. Wow. Xem clip ông em oh my god. Trên wow. Chói quá. Thua thì gì anh ba? Thua thì nín. Đừng nói nữa. Không có sĩ diện gì. Không có sĩ diện hay gì mà giờ này mà còn đời sai đời ít gì nữa.Hết Gen Z, rồi tới Jin Dong, hết Jin Dong, rồi bây giờ qua bên Weibo, rồi tiếp theo là ai? Hu Lan. Hy vọng tại 世界赛的舞台上好像没有输给 LPL. 但今年一定会是第一次。Sống mà có sự diện.오랫동안수많은팀의상승과하락을지켜봤습니다끝에서있던사람은항상저입니다em muốn ói mà không ói được hay là mình coi highlight được không hay highlight bây giờ mình tới highlight luôn nha bây giờ mình tới highlight luôn nha thế tề một ói rồi highlight 20 phút tận những 20 phútvừa KPA rồi KPA hôm nay tôi đặt ra highlight tầm 3 trận 12 phút phải 12 phút bây giờ lên 4 trận vượt nhẹ cái KPA thì sao A3 vượt nhẹ một cái KPA xui đóng cửa lại nhốt mấy thằng gen con ở yên đó mà coi coi mỗi ván hai thôi AB chớ mấy ván còn lại éo có gì để nói để yên nó ngồi yên nhặt mà coi thật ra thìbộ đôi đường dưới của bên Vezindong cũng không mạnh trong giai đoạn đi đường.
đặc biệt là Alista ở cấp độ những cấp độ đầu tiên thì đây là vị tướng mình gần như bạn sẽ chấp nhận là đối phương sẽ đẩy vào khu vực cánh trên. Và Honor cũng đang di chuyển ra sau lưng của 369, Trật Lĩnh đang đẩy cao, 369 sẽ là mục tiêu được chọn. Honor bắt đầu tiếp cận với bùa đỏ trên người, 369 bỏ chạy, anh ta đã bị làm chậm, anh ta đã bị làm choáng và anh ta không có đường lui ở trong tình huống này. Chiến công đầu thuộc về Zed. Trong khi đó thì Canopy đang tấn công ở đường giữa, Faker vẫn lui về được. Khoảng cách lúc này đang là khoảng chừng 1000. Canopy tổ chức một pha ăn rồng với còn bạn này anh thấy quen không? Đường trên rất lao có thể lui ra một cách dễ dàng. Còn đường dưới rồi kia, đó là sân khấu tử thần. Phát đầu tiên đã hụt, phát thứ hai trúng làm chậm Nura, missing tới để che và che thành công cho Nura. Kyria cũng đang di chuyển tới, anh ta đã đạt được cấp 6. Kumayoshi cũng đã có sự rồi. Pha này ghê nha, pha này chống mặt luôn đó. Hóa vàng ba người, T1 đứng đợi sẵn. Honor hút tung bốn người trong hang sứ giả. Nai cố gắng lao ra, mưa tên lửa khá đẹp. Canopy thấp máu, Canopy đã cục cơ kim, cơ kim cũng có được điểm hạ cung. Kumayoshi, Kumayoshi đóng chốt cái cửa lại, giúp ba con lại, chốt cái cửa lại giúp ta. Anh có kêu đóng cái cửa lại, tối đóng anh đóng hàng lại, đóng hàng lại, nhốt tụi nó vô, nhốt tụi nó lại, nhốt lại, nhốt lại rồi. Tụi mày chọn đi, thằng nào cũng được, chọn đi, chọn, chọn. Chọn đi, thôi chọn, chọn, chọn này hả, chọn, chạy đâu, đã là cứu rồi, đi chạy. Dịch chuyển rồi, Zed đã dịch chuyển ra ngay phía sau lưng ngay rồng, chấp điểm được rồng hay không, đó là Zed cướp được rồng trước Canopy và sân khấu tử thần được mở, nó chấp chọc thật sự và Canopy gục ngã. Dần Honor đi sâu, dần bốn viên mà nó ghê quá, vẫn đang cố gắng, dần này bốn viên nó ghê quá. Thì có di chuyển ra hỗ trợ tạo giáp cho Honor, dùng lệnh sóng ấp luôn để cứu. Trời ơi, cứu cứu được Honor, kia ra làm chẳng không thành công, nhưng có thiêu đốt. 369 thấp máu, nét vẽ đã bị nén, nhưng 369 nằm xuống với sát lưng đến từ thiêu đốt. Trời ơi, đẳng cấp quá vậy. Chiếc điểm missing đang đợi 369 bước lên cao một tỷ. Càng có trường của bạn lại, anh ta đã bị hóa vàng. Zed đã bật chiến binh cận thể, cứu bổ thành công, xiên xích địa ngục thành công, 369 gục ngã. Trong khi đó, Jindong vẫn đang tổ chức pha ăn rồng của mình. Missing di chuyển dần về phía đồng đội, còn Zed là người tạt từ phía sau tạt tới. Nai đang đứng nấp trong bụi để có thể chặn đường của Zed. Canavi gặp Huy để có thể đẩy Zed ra, quay lại tuyến sau để có thể phá công toàn kiểm soát. Toàn anh cơ hết kiên nhẫn và lui trở toàn anh cơ nhân vật chính không được coi khúc này. Rồng vẫn là nơi tập trung của cả hai đội. Hành trình kỳ diệu của Ruler, anh ta đi thẳng vào trước mặt của Zed, nhưng có đồng đội kế bên. Zed bắt buộc phải tốc biến qua tường, mưa tên lửa rải khá đẹp. Zed bị băng và Zed đã cục nhà anh coi nè, cuối cùng dịch chuyển nó xuống dưới bên này. 369 đang sấy Keria, Honor cũng thấp máu. Jindong tiến lên, họ tìm được Honor. Một cú chiêu cuối rất đẹp của Faker kết hợp với Honor đem về 2-3 cuộc chiến cho T1. Nhưng phía bên này thì Nai vẫn đang quẩy, rất nhiều thành viên của T1 thấp máu. Nai tốc biến qua tường, bắt Kumayushi phải tốc biến né phi tiêu của mình. Faker giết điểm đã trúng và Kumayushi cùng với là Honor vẫn đang triển khai tốt pha phối hợp 2-2 và họ đẩy lui được Nai và Missing. Faker quay trở lại sau khi đã có được cú double kill, đặt quả cầu ra, anh ta né khỏi tầm sử dụng kỹ năng của Missing và đây nét vẽ lại chung. Anh không còn biến được và Missing là người đã biến kẹt lại. Nhìn cái cách anh cơ đều quy. Phi tiêu của đây chung nhưng đó là cú may dùng gì với pha dứt điểm. Điều quy của người em biết anh cơ rồi. Faker không ngại tiếng chi tiêu và có thể giữ chân được Missing. Một trong những cái điểm được đặc biệt được Missing là triệt tiêu cái lượng đánh lên. Wow, làm chán tốt của Kira. Xử lý kỹ năng quá ác và Nai bị mất hơn 60% máu của mình. Phía bên này Canopy sử dụng chiêu cuối mới tên lửa. Nó có tuổi. Sát thương dứt điểm của họ đã có, họ dứt điểm được Kumayushi. Có một chút xíu khoảng trống dành cho Nai, nhưng ta vẫn chưa dám quay trở lại pha giao tranh. Chưa thấy con Orianna nào mà đứng giữa vòng quay 3-4 người đối phương quẩy một cách bình tĩnh như con Orianna này. Còn Zed đã có mặt ở đây, xiên xích địa ngục đã trúng, 369 bị giật lại, liên tục là những cú bộ của Zed. Missing có mặt để hỗ trợ đồng đội, giúp cho đội hình của Jindong lui về được. Bắt trước ai đấy? Và đội hình của Jindong đang phải lui ra. Ủa cờ này nó bắt trước ai vậy? Bắt trước ai? Là đánh con này, bây giờ lay thắng được tiên quan, thắng được anh cơ. Đó là bắt trước ai? Bắt trước, bắt trước Gen Z. Tổ sư. Mẹ mày, một bên nó ru lờ, nó đã thả người rồi. Bây giờ bắt trước thì cách chơi của ăn uống như thế nào, về nước là đúng, về nước là đúng, cũng là thành viên T1 mà.
đánh mà không có cái gì riêng cho bản thân mình hết, về nước à đúng, chơi với anh cơ thì ít nhất phải có một cái bản chất riêng của mình. Nhưng mà chưa đủ, chưa ai là đủ cả, ngay tới thời điểm hiện tại bây giờ. Ra nhìn T1 không dừng lại, họ đã bắt được Canopy với pha hỏa vàng. Baker đứng đợi sẵn, Canopy bắt buộc phải tốc biến. Xin xích điện một vận trúng, nhưng Zed đang gặp nguy hiểm. Sân khấu tự nhiên bị mở, nhưng mà biết một mùa. Biết một mùa. Baker tự tay giúp tiệm này. Và pha sau cùng kia. Tôi nói rồi. Missing sẽ là người cuối cùng nằm xuống. Phong độ thì có thể lâu lâu xuất hiện một hai thằng. Nhưng một ván đấu đầu tiên mà T1 đã dẫn trước. Bất diệt chỉ có một. Cho đến cuối từ cướp rừng đầu tiên của anh. Bất diệt thì chỉ có một. Cả những diễn biến tiếp theo và họ đã có được tỷ số 1-0. Thì đồng sẽ tăng lên rất là nhiều. Đúng là như vậy, và có thể là JDC họ sẽ quan tâm game tới cái này, trên nhiều hơn trong ván thi đấu này. Bởi vì rõ ràng là con bài ở trước sẽ trong có một chút khó khăn. Cánh rừng của Vi có thể sẽ đẩy từ dưới lên trên. Nếu như Vi đẩy từ dưới lên trên, Honor đang hơi tính là gọi là bài Makai là con bài hơn. Có lẽ rằng là Vi sẽ mất thời điểm thử dưới lên trên này, ta có thể đè boss xem nó như nào. Ở khu vực bãi chim, đánh nhận rất là tự tin. Tiễn của đội đã trúng, Missing là người mất máu, nhưng Kera cũng bị dính rất nhiều sát thương. 369 và 369 cũng đang có mặt ở đây. T1 vẫn đang tiếp tục tràn lên, Missing thấp máu ngay lập tức bên phía T1. Nếu mà lại nói giao tranh kỹ năng như này, đứng để hỗ trợ cho N giải quyết mùa xanh của đối phương. Rất nhiều thành viên của hai bên thấp máu. Nếu mà đánh kỹ năng level 1 như thế này, Canopy đấm trúng con đâu đéo có tuổi. Sát thương trả lại liên tục. W nâng thành công và chiến công đồng nhất. Nói thẳng lên cho nó vui. Trình không có. Xử lý rất tốt ở khu vực cánh trên. Honor có riêng một cái pha này thôi đã thể hiện cái trình độ không đủ rồi. Trình độ không đủ để chơi với nhau. T1 có được thêm một điểm hạ gục nữa. Và xử lý rất tốt ở khu vực cánh trên. Honor có mặt ở đường dưới, bắt Ruler phải tốc biến, nhưng góc này có quá hẹp hay không đây? Ruler vẫn lui về được trụ, anh ta đã bị ôm lại, anh ta vẫn đang bị bắn liên tục, đã có thanh tẩy phát đạn cuối cùng sẽ có, và đó là Keria. Tầm đánh của Ash đã phát huy tác dụng, Missing còn đúng một chấm máu. Canopy đang tới, đấm ai đây, đấm Honor, và Honor nằm xuống. Keria bật lá chẳng quay ngược lại trả sát thương. Canopy tốc biến. Chiều sớm quá, chiều sớm quá. Tại vì họ đã ra pha này kia ra siêu mà đúng lúc một cái thôi là ăn hết. Vì khỏe như thế này độ xấu trước, thì T1 cũng tôn trọng người đi rừng của Shindon để có thể đổi mục tiêu còn ở cánh trên. Thì 369 đã khô máu, nhưng ta không khô máu một mình. Canopy có mặt ở đây, Zed cũng đã bật chiến binh tận thế. Tuy nhiên suy nghĩ của Shindon là làm gì, họ quyết định không băng trụ để có thể lấy thêm lớp giáp trụ. Honor thả một cú quyền lực thiên nhiên, đó có thể chủ ai băng trụ thần. Nhưng T1 liệu có tiến lên được hay không? Vẫn chưa tiến lên được. Zed từ phía sau lao tới, anh ta đã tìm được Ruler bổ liên tục. Ruler đã bắn tiền bắn không trúng ai cả. Canopy trúng của tốc biến xoáy trúng và Honor nằm xuống. Canopy cũng đi luôn, mỗi bên mất ba này mà chết chặt chúng cái ba đầu tiên rồi bị hất tung bị mất cái gọi là bị lật chuột. Tiếp theo là một tấn công Faker, quyết định lao thẳng vào Faker. Honor đứng kế bên để hỗ trợ Faker tốc biến khỏi lệnh sóng âm, nhưng ta vẫn đang bị đấm liên tục phân chia thiên hạ. Không có trình để ăn hoàng đế, không đủ trình ăn hoàng đế. Hoàng đế tự gục ngã, sát tầm nhìn tốt hơn. JDG đã muốn di chuyển thẳng ra dọc. Đại băng tiễn đã trúng, Honor bắt đầu tiếp cận vào, họ ôm được vào Canopy, nhưng Honor đang bị cô lập, anh ta bị đấm liên tục. Honor tốc biến đi không kịp, Honor là người nằm xuống. 369 có mặt, cú xoáy thành công khiến cho Zed gục ngã. Keria là người bị dính tận sóng âm. 369 đang tiếp cận, cú vé UC bị bắt lại, và đó là Canopy tự tay giúp điểm anh ta luôn. 369 tiếp cận được tiếng sóng của T1, Canopy lại lao vào đấm, và Honor đã phía bên này, anh ta bị bế ra. Xui luôn, rất thiệt thề, cái game đúng xui luôn, cái game đúng kiểu mà gọi là một tích tắc thôi. Cái pha này mà đè giết được thằng Clyde thôi là mọi chuyện đã khác rồi đó. Đang phải lui về, nay còn đúng một chấm máu. Mọi chuyện nó đã khác là mất một quẩy tiếp mà thôi. T1 không có Honor, không có tồn tại, làm sao trừng phạt này? Bên phía bên kia có Kalista. Zed vẫn đang cố gắng di chuyển tới. Faker dịch chuyển từ nhà ra với game này là game lọc mà anh ta có phân chia thiên hạ. Game này nó mới lộ cái đuôi nó ra anh em à. Nanaso. Game này cho anh em coi cái chat em mới thấy lộ cái đuôi tụi nó ra. Đang gặp nguy hiểm, anh ta không còn tốc biến nữa, anh ta bị bắn liên tục bởi Missing. Nay bắt đầu tiếp cận, Keria đã gục ngã. Faker lao vào tìm kiếm Ruler, nhưng Ruler không nằm xuống. Ba này là anh cơ tính vậy nè. Gặp nguy hiểm thêm. Ba này là anh cơ em quy vô luôn. Sau đó anh cơ định tốc biến lên, tôi dứt điểm, sau đó tôi chạy luôn. Nay bắt đầu tiếp cận. Nè, Ewy lên đây. Rồi xong tóc biến rờ cái dứt điểm luôn. Keria đã gục ngã. Faker lao vào tìm kiếm Ruler, nhưng Ruler không nằm xuống mà Faker mới là người gục ngã. Và Baron dành cho JDG. Bây giờ cái cơ của T1 trong ván trận đấu này đã là rất khó rồi. Banh pha bên chúng làm gì đây? Không có tác dụng.
nó không phải là quá nhanh nhưng mà nó mức khá. Calavi mở thẳng vào Faker, ta đấm thẳng luôn, ta có đủ sát thương. Bây giờ còn mọi người ơi, bây giờ còn có Team One có thể thua Weibo, còn có mấy tin Team One có thể thua được mọi người à. Ôi trời ơi, giết bao nhiêu thằng LBL cho đủ, giết bao nhiêu thằng LBL. Bây giờ có 4 đại diện LBL, BLG, giết con bà nó luôn Diên Đông. Rồi giết ai nữa? Muốn giết ai nữa? Bây giờ tụi bay muốn giết ai nữa? Lightning à, Lightning nữa. Canavi vẫn còn giáp thiên thần. Đội của ta đang đứng kế bên. Canavi sẽ hồi sinh lại và xuyên tính kế bên hỗ trợ. Nhưng Canavi đập bẫy và nằm xuống. Kumelsi tốc Si Quan đang muốn phản công ngược lại, họ giữ chân được tay, họ dứt điểm được tay nhưng sao đã nằm xuống. 369 đang quậy ở tuyến sau của Si Quan và không có khả năng chống cự từ Kumayusi. Si Quan mất toàn bộ đội hình. 369 còn dịch chuyển ở trên người, chắc chắn 369 không muốn cho cơ hội trong trận này. Ba rồng lửa, mặc dù chưa tới mức linh hồn rồng, anh ta đang đứng sau lưng đội hình của Sindow. 369 là người bị chính đại băng tiện, rất bắt đầu bổ vào tìm kiếm Ruler, tìm kiếm Nai, chặt được Nai nhưng đồng hồ đã được kích hoạt. Sau đó Canavi đang dẫn đầu đội hình của Sindow, xin giữ chân rớt lại và rất chở dạng hồi sinh. Đội hình Sindow chỉ có thể rút lui mà thôi, nhưng rút về đâu bây giờ khi 369 đang búa ở tuyến sau. Anh ta có được double kill, tìm kiếm người tiếp theo đó là Keria. Quý ba đã trúng Keria của cả triple kill cho 369 và Sindow chính thức cân bằng tỷ số 1-0. Tướng bị nguyền, một trong những vị tướng bị nguyền của chung kết thế giới 2023 thì đã không còn đẳng cấp lựa chọn nào chắc chắn hơn. Game này không thể nào mà bỏ lỡ được từng khoảnh khắc. Mục tiêu được chọn lựa sẽ là Kumayusi, tất cả mọi thứ dồn vào và không thể nào né như đòn đánh thường. Ruler vẫn sẽ sống nhưng phát bắn cuối cùng. Đại chủ qua này chúng tôi cút hết. Chiêu cho hỗ trợ Thiếu Anh. Và Canavi có thể có luôn một hai bảy quái rừng cánh quân. Anh tôi 50 sắc thái à. Với hàng sứ giả tốc độ di chuyển của Kera khá tốt. Còn ở đường dưới, Kuma đang bị tấn công nhưng anh ta đã thoát khỏi pha uy hiếp đó bằng cách tốc tiến phía bên này. Thì pha lao vào của Faker bị chính cú lầm choáng và Faker nằm xuống. Đây là lý do tại sao Talia khắc chế Azir, rất bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy. Kera có mặt hỗ trợ đồng đội của mình, bắt được Canavi với pha bắt tay. Nhưng Messing cũng đã tới. Canavi vẫn đang đánh đỉnh quá thiệt sự luôn. Honor là người kéo được sứ giả. Đánh đỉnh quá đỉnh. Nhưng có ai lượm được nó hay không? Thì Quan đang quay ngược lại hàng sứ giả. Keria nhặt luôn. Phía bên này Nai thấp máu bắt buộc tập trung vào tường. Quay trở lại với khu vực trên thì Canavi đã hồi lại chiêu cuối chưa? Đúng một giây đã hồi lại. Rất đang cố gắng chống cự nhưng ta không có tốc biến và đã phải gục hạ. Cái này đãi nha. Linh hồn rồng sẽ xuất hiện. Đánh bên này là tới đây ngồi coi đãi nha. Quay trở lại với cái ngồi coi đãi đó. Cố gắng cứu rớt. Nếu như rất nha. Thêm pha này nữa nè, đúng chỗ tôi coi tới pha này. Ba người, đại chủ có hai người và hai người của đại chủ. Tôi làm theo nữa. Tất cả mọi thứ chung của 369, con cá sấu này vẫn đang chống cự. Đây, pha này làm theo luôn. Tiwan sẽ mất rồi, một người đó là rớt ăn cái rồi nữa. Nằm lại trong trụ của bên phía Sindow, nhưng Canavi cũng thấp máu bị làm choáng. Là pha này đáy nha. Pha này là đáy đó, đáng quần. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì tôi Genji mới đáy. Chứ Tiwan thì tôi vẫn vẫn tin, một lòng tin tưởng. Một lòng tin tưởng mấy thế này Tiwan làm hoài. Mấy thế Tiwan làm hoài. Không giống như Genji. Ha. Tiwan làm hoài à, là kèo kiểu này hoài. Cho nên thì cứ coi, cứ chậm chậm. Tim cứ chậm chậm, anh cơ cầm cái gì. Hoàng đế Surima, chờ đợi, cứ chờ đợi thôi. Mới 12 phút chưa nói lên vấn đề. Đáng thôi Honor không dứt điểm được, Honor phải lui ra. Lúc này thì Jin Dong rõ ràng là đang sẵn sàng bước vào cái vị trí giao tranh. Đội hình của họ đang chạm ngưỡng sức mạnh rồi. Với quá một con cá sấu nâng 2 điểm chiêu cuối, ngộ không của Canavi. 10 điểm cho Honor với lại Parker. Tôi thề với anh em luôn, bao nhiêu lời qua Mỹ dành cho Honor với Parker là đéo đùa được. Di chuyển vào, anh ta quyết định mở Faker cũng vào chung phân chia thiên hạ hai người. Và Kumayusi có được đúng kiểu Benji với lại Parker xuống. Ruler đứng phía sau bắn, nhưng Varus sắc lực có vẻ như bắn không chất lượng lắm. Đúng kiểu Benji mà như Parker xuống. Chất lượng của điểm 10. Chiến binh tận thế.
Ruler đã tung biến rồi và ta khó thoát pha này, một phát đánh thương nữa thôi. Đó là mạng shutdown cho Zed. Mặc dù ta không phải đồng tương tài nguyên, nhưng mà ta có đồng đội đứng ngay phía sau. Canavi chắc lên thương, Canavi cũng phải tốc biến. Canavi chạy được với 200 mẫu, hợp chất điên loạn thả ra để T1 có thể rút lui. Đồ nhưng họ nha. Đã có một cú dịch chuyển của Faker. Ba này hơi buồn nôn nè anh ơi, chưa đủ nhập mạng, chưa đủ, chưa đủ. Lộ để xuống hang Baron, Baron còn khoảng chừng 2.700 mẫu. Chưa cố gắng đẩy Canavi ra, Baron thuộc về T1. Phần K6 được bao, nhưng 369 không tiếp cận được của Canavi đã gục ngã trong. Anh em nhìn cái pha này, anh em nhìn cái pha là biết cái sóng não của anh Cơ chúng ta ghê đến mức độ nào. Một hạt thông nổ để xuống hang Baron, Baron còn khoảng chừng nhìn một pha thôi là hiểu được đẳng cấp của anh Cơ nằm ở khúc nào rồi. Đúng 2000 mấy đam đéo thể xuống được. Pha này là đéo thể nào thằng Canavi nó có thể xuống kịp luôn. Nó cho dù nó làm bất cứ một cái vấn đề gì đứt hạt thông nổ xuống thì cũng đéo thể xuống được. 2700 mẫu. Faker cố gắng đẩy Canavi ra, Baron thuộc về T1. Thằng K6 được vào, nhưng mà sau chiến thắng tiếp cận của Canavi đã gục ngã trong hang Baron. T1 đang tìm kiếm con cá sấu ở khu vực cánh trên. Zed đã vào vị trí. Honor xuyên tâm kích thành công giữ chân 369 lại. Và con cá sấu này. Ba này là sẽ gục ngã dưới những hạt cơ đã bấm bê về rồi mà bốn anh em thôi ra gục chân vẫn chưa. Ba này là chơi nhẹ bốn anh em. Honor bất mẫu hiệu quả mười triệu quân quay ngược trở lại. Không giữ được cái đầu nặng. Tấn công 369 nhưng không được. 369 vẫn sống và chơi bốn bấm bê vậy. Cái chuyện gì nó đang xảy ra thế này? Faker là người đang chặn đường xuống của đối phương từ khu vực bùa xanh. Zed cũng đang ở vào vị trí để có thể ngăn chặn Canavi bị chặt, sử dụng chim mồi để có thể đẩy. Trong khi đó quá. Ở khu vực hang rồng thì Nai đã dựng một bức tường lên để chia cắt đội hình T1. Đại băng tiễn bắn vào không hang rồng thì Nai đã dựng một bức. Chơi game tôi không biết cái gọi là cái tầm quan sát của anh Cơ của chúng ta là nó bao quát như thế nào. Ở đây cái hướng nhìn ở đây, mục tiêu ở đây, rồi nhìn để né kêu ở đây. Tự nhiên lù lù ở phía sau nguyên cái đại băng tiễn cũng thấy bức tường lên để chia cắt đội hình T1. Bắn vào không dính ai cả, nhưng Honor đang gặp nguy hiểm ở trong hang rồng. Anh ta đang bị làm choáng, rồng còn thấp là đủ đẳng cấp mở Canavi, nhưng Canavi đã phải trả giá bằng chính mạng của mình. T1 thì còn đủ đội hình, họ đang đánh chung lại với nhau, họ đang che chắn cho nhau. Rất bậc chiến binh tận thế lên tìm kiếm điểm hạ cục của mình, đó là Ruler, nhưng Ruler đã lùi khá xa khỏi khu vực giao tranh. Đội hình T1 vẫn đang giữ về phía của Nai và Ruler. Họ có rung gió, đối phương cũng có một tốc độ chuyển của họ không thua kém là bao nhiêu cả. Phía bên này định mệnh về gọi được chung để bắt Missing. Thôi à. Hỗ trợ của Sidon vẫn kịp tốc biến đi cố gắng chung bắt tiến xa để có thể làm chậm đối phương. Nhưng anh ta còn đúng 100 máu và rất nhiều hàng. Một pha kiểm soát bùa đỏ của Missing. Chuẩn bị hơn nữa là Linh ơi. Đó họ di chuyển ngược về. Dịch chuyển chặn đường. Tiêu Anh tổ chức một pha tấn công Missing. Hơn nữa nè. Ôi rồi hơn về dịch chuyển. Gặp ai vậy? Ơ là gặp con bò lạc. Kẹt trong hang rồng. Dịch chuyển đâu gặp con bò lạc. Cũng tốc biến thoát được. Missing thì không. 369 bị làm chậm lại. Honor xin tập kết thành công. Faker đang xỉa từ tầm xa. Nhưng đường trên của Sidon vẫn thay đổi. Sự cố gắng đến từ bên phía của T1 trong việc đứng ở khu vực đường giữa giữ tầm nhìn. Nhưng họ đã không thể né được pha đại băng tiễn khuất tầm nhìn của Messi. Hành viên thứ 6 là đang có được hai trụ đường giữa. Honor bị làm mờ liên tục. Rớt từ phía cánh lao vào dùng xin xích điện ngục vào Nai. Nhưng có Canavi đứng đó. Hợp chất điện loạn thả cực kỳ đẹp. Nhưng mà sao chính đang quậy. Anh ta cố gắng quậy thì Peter đứng yên và sửa. Và sau chiến trường một đội sát thương của T1. Và T1 quét sạch xin đông. Và đó là Faker. Sạch xin và thả cực lao vào liên tục. Rớt từ phía cánh lao vào dùng xin xích điện ngục vào Nai. Nhưng có Canavi đứng đó. Đẩy được Ruler và Honor hứng. Mạng shutdown dành cho Zed. Hợp chất tiên loạn thả cực kỳ đẹp và Missing cũng nằm luôn. Nhưng 369 đang quậy. Anh ta cố gắng quậy thì Faker đứng yên và xỉa. 369 chịu không nổi sát thương của T1. Và T1 quét sạch xin đông. Và đó là Faker với con bài Asia Quân ta. Ở trong những tình huống ngặt nghèo nhất thì T1 nhìn về phía đường giữa của họ. Nhìn vô đâu nữa bây giờ? Nhìn vô đâu nữa bây giờ? Phần của Surima vẫn sẵn sàng để tạo đột biến. T1 muốn end game. Và Ruler mặc dù đã tốc biến vẫn phải gục ngã. Chỉ một pha giao tranh thôi. Faker xóa bỏ hoàn toàn lợi thế của Sindon. Cú đại bằng tiền trong tuyệt vọng của Messing. T1 vươn lên dẫn trước 2-1.
vận hành thôi. Đúng là như vậy. Tôi cảm nhận là trong quá trình sử dụng kỹ năng em cuối không bị xét nha. Việc mà di chuyển như thế nào, xử lý như thế nào mới là cái điều quan trọng. Em cuối khó nha. Chắc chắn là tôi nghĩ rằng thua được Caravian không chết được phút 6 chưa được chơi thì sao chỉ được tấn công. Mở rồi. Nai là người đang bị giữ chân lại nhưng mà Faker vào không kịp. Cua đã ăn xong. Tim Đông đang lui về. Nai đi vào hang rồng chậm một nhịp. Để tôi nghĩ cái tiêu đề cái game cuối có chống trả nha, có chống trả Diêm Đông, có chống trả quyết liệt lắm, có chống trả quyết liệt nhưng mà chưa có gì, chưa được cái gì cả. Anh em cho tôi cái tiêu đề cái game cuối anh hàng sớm may mắn ha. Nát em Diêm Đông mút được chống trả một cách yếu ớt, kiểu gần là cái đã quýnh em mới đi, quýnh em mới đi, quýnh em đi đã kiểu vậy. Mình làm cản thành công và Na bị ấp tung lên trong ba không vì chất vẫn xoay kịp những phần thiên nhiên em phải chiến công đầu cho Faker. Đội hình của T1 họ lui về với bà hành trình kỳ diệu. Sau đó ba cái di động đi thẳng vào nhưng hai người bị làm cản. Tuy nhiên Faker là lạng là sớm đường lui và hơn nữa thì họ để cho Na chạy thẳng lên đường trên. Với việc của Ruler anh ta có thế chủ động hơn trong việc kiểm soát lấy ở đường dưới này. T1 kéo người lên, Faker tiến tới, Faker dính xiên xuất tiền. Đó, tới lúc này La Làng nè. Và anh ta bị hóa cốc, anh ta cố gắng lui về phân chia thế kỷ. Tới La Làng của người La Làng. Tôi không biết là có kiểm soát ta có được tình hình không của tầm bản đấu này không. Chính xác nó là như vậy. T1 đang muốn cạnh tranh, Faker có dịch chuyển, anh ta chưa dịch chuyển nha. Nai là người bấm dịch chuyển. Anh ta sẽ đáp xuống nhẹ hơn một tí, đã kịp có mặt cùng đồng đội. Đó là sứ giả dành cho Xin Đông. Họ giữ chân Caravi lại phía bên này, cú xoáy đã cuốn của Messi mất khá nhiều máu. Caravi bị kẹt lại. Khó chịu phải lái à. Bên này là Zep bị giữ chân lại, sử dụng chiêu phối chặt vào Caravi. Nhưng người đi rừng của Xin Đông vẫn sống. Tiện đạt đỉnh điểm, Ruler chưa dẫn vào quá sâu. Khó sau chính chặt vào Zep, Ruler đổi mục tiêu và anh ta cũng không tiếp cận vào Zep. Hai bên đang quyết định rằng có lẽ không giao tranh nữa. Các thành viên Team One họ kích hoạt con dòng về trước nhưng ngay lập tức họ rút ra bởi vì Ruler đang ở giữa này. Ôi Caravi đi cản trở ngay đó này, Caravi. Caravi vẫn sống. Khó chịu phải cướp được của Barrett cũng khó chịu luôn. Nhưng mà nằm ở mức gọi là sao có lệ thôi. Yuria đã hóa vàng trụ. Giờ thì Hoàng có hứng để nát. Không làm choáng được ai cả. Xin Đông vẫn kịp lui về. Những con sứ giả đã bị vô hiệu hóa. Caravi quyết định. Ôi sao lao vào giữ chân được hai người. Nhưng anh ta cũng phải rút ra ngay lập tức. Bởi vì Ruler vẫn đứng ở phía sau. Anh ta đang đứng trong cuộc. Anh ta bị cố gắng. Và Kubayushi là người được có cái màn hạ gục đó. Và tốc độ ăn Baron của bên phía T1 cũng khá nhanh nhưng hãy chú ý rằng họ đang không có tốc biến của Kumayushi. Faker thì còn đầy đủ tài nguyên. 369 tiến vào quả cầu rồi được đặt vào. Đó là Baron chạy được T1, họ chạy được hết với anh trên kia chiêu. Nhưng Xin Đông đang dẫn về phía của Zed, bắt buộc anh ta phải lùi ra bụi cỏ chặt ba một tí. Đội hình của T1 đang tập trung lại với nhau, chỉ có một người đứng lẻ mà thôi, đó là Zed. Cũng đang bắt đầu dần di chuyển về với đồng đội của mình. Kerea đang bị bổ, nhưng lượng máu của ta còn khá nhiều. Honor lao vào không giữ chân được ai cả. Đó là Honor với con rồng thứ ba dành cho T1. Anh cơ chọn. Được kỳ kích về phía anh sau. 369 cố gắng chạy. Anh cơ chọn. Nhưng không có nhiều anh cơ. Faker lao vào hất được Messing mà thôi. Nhưng ép được Nai bấm đồng hồ. Rất lao vào chặt. Má thầy. Chính điểm được Caravi. Phía bên này gây ra tốc biến được qua thường với một cái chặn BO5 này tôi tưởng. Chặt tốt. Tuy nhiên chưa chính điểm được Honor. Trong khi đó Faker có double kill. Tôi tưởng Faker 5. Thành viên còn lại cũng như là bỏ chạy. Nhưng Kuma Yuzi. 17 tử. Xả từ người Faker. Hóa vàng được Ruler. Ruler bị hất tung, Ruler bị làm chậm nhưng mà Ruler có đồng đội đứng kế bên. Khổng lồ hóa còn mấy giây nữa mới hồi nhưng không cần dùng, Ruler vẫn sống. Canavi thấp máu đại địa chấn được chồng vào Honor. Faker sẽ tốt và chức điểm được Canavi. Ruler ban đầu chẳng cùng 8 giây nữa dành cho T1 và họ tiến vào hành trình kỳ diệu ba người nhưng Messing không bị dính cu quy đó. Nhưng Zed lao vào giữ chân anh ta. Cắm máu và rớt ở trong ván thứ này, ta lên búa tấn công nhằm tách con bài ba, con bài ở chốc kia. Nai bị giữ chân lại, Faker đang di chuyển tới, ta có phân chia thiên hạ. Kerea làm tôi thề với anh em nha, tôi không biết là cái lúc mà tôi còn đánh chuyên nghiệp thì thằng Kerea này nó có coi tôi đến cái trận gọi là bán kết gì không nha. Nhưng mà riêng về cái con bạc này, riêng cái con bạc này mà cứ đem ra mấy cái trận quyết định nó đột biến lắm mọi người ạ. Nó đột biến kinh khủng khiếp, đã đột biến xuất sắc nhiệm vụ của mình và Faker chỉ cần đơn giản là dứt điểm này mà thôi. Và T1 cái đường di chuyển ra hàng rồng cần phải chờ một cái hành trình kỳ diệu. Thôi Vuma vẫn đang ở khu vực đừng coi khúc này có một pha tốc độ đừng coi khúc này đã có rồi, đừng coi khúc này. Caravi đã gục ngã rồi, quay sang Guler giờ Vinci quay sang ta đã bị chấn điểm với
T1 ba và sau chín cung cục cảm của double kill cho Kumayusi, Jin Dong không còn cơ hội nữa rồi. Sau khi đồng đội của anh ta tới thì quay ngược trở lại, xiên xích tung ra nhưng không trúng, nhưng nó có ý nghĩa khép góc đẩy lui đội hình của Jin Dong. T1 sẽ có thêm một nhà lính nữa. Họ có muốn đẩy xuống đường dưới hay không? Bùa lại Baron vẫn còn hơn một phút nữa. Họ có thể tận dụng điều này. Hai cửa đã có rồi. Yone sẽ đứng bên cánh để tạo ra những cái áp lực nhất định. Một mình ta khiến cho đối phương gặp quá nhiều sự khó chịu. Còn đường dưới này, bốn thành viên của T1 đã đẩy tiếp. Bùa lợi ghê dạ? Nhà lính thứ ba và cũng là nhà lính cuối cùng của Di Đông chuẩn bị. Bị bắn lơ bắn vậy? Bắt buộc họ phải tràn lên, họ không có đường lui nữa. Có Thiên Hoàng nha, Gù Lơ bắn được bắn nha. 10.000 tiền thì Jin Dong làm gì đây? Gù Lơ, họ đang co bắn lính dữ vậy em. Bảo vệ nhà chính của mình. Gù Lơ này bắn. Rất là người lao vào gạt nhẹ đối phương 1 tỷ rồi lui ra. Đang quay sang bắn xe. Những lui nhẹ về, bắn lính tiếp. Katavi lại bị xỉa và lại mất máu. Jin Dong đang phải lui về. Thiên Hoàng phá trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên. Rồi ra, bắn lính tiếp. 369 đang phải lui. Bắn ngay đây, bắn lính. Bắn, bắn. Và Gù Lơ bị bắt lại, anh ta bấm. Ta nói rồi, đứng bắn lính thì người ta tha. Người ta đã thả ra cho chạy gông gông ở ngoài để người ta bắn lính thôi, không chịu. Bắn lính đi thì người ta tha cho chuyển qua bắn người nè. Nè anh em để ý đi, nãy giờ bắn lính không bị gì hết. Ông đang phải bắn lính một đấu quanh ra cho chạy về. Nhà đầu tiên và thứ hai. 369 đang phải lui. Xin đồng quân càng lên những đại đội chân tay. Có Gula bị bắt. Có ai cho bắn? Bóng đi đặt đến điểm và đâm xuống. Bố mày cho mày cầm súng chưa Gula? Bố mày cho mày cầm súng chưa? Có mặt trong trận đấu cuối cùng. Faker và T1. Bố đây chưa cho phép thì đừng bao giờ múa mai trước mặt bố. Chưa cho phép. Chưa cho phép. Má khó chịu ghê. Bây giờ lì, cái tính lì đó đó. Cái tính lì đó mà nó ghét đó. Ngoan ngoan nè, tôi không bao giờ, không bao giờ tôi ghét hết đó. Lì tôi mới ghét. Lì mới ghét mọi người nha. Lì quá. Lì. Giống như cái cách mà mấy thằng đánh xong cái bây giờ hết bá vô Xin Đông mới hết đá vô Genji được rồi á. Thì giờ chuyển sang bán vô top god. Tối rồi. Top god. Giờ nó bán vô top god mọi người à. Nó bán hẳn vô top god luôn. Ừ. Rồi, top god the side đồ đó. Có một phần anh nha. Nó bán hẳn vô luôn. Nó đâu câu nệ ai đâu anh em. Nó bán hẳn vô. Trời ơi, nó mất liêm sĩ rồi. Nó mất liêm sĩ. Nó bán hẳn vô top god. Mà đúng. The side top god thật. Không riêng cái nào nói được sai tức gót thật nha. Nhưng mà xây đi xây lợi thì cũng chỉ là tầm khoảng tầm cỡ á thần thôi anh em ạ. Đâu đó thì vẫn là con, vẫn là đứa con gơi gớt thần trong các kỳ thần. Just. Cũng là con trai của Just thôi mọi người ạ. Thứ để tuần sau. Để từ sau vết nhận đứa con gơi này ha. Ha. Để từ sau vết nhận đứa con gơi này. Cảm ơn Minh Châu nha. Cảm ơn Chí Hiện. Không thằng nào có thể cản được Tiên Quang vô địch được hết. Thật. Thằng thắng. Ok chưa? Đéo thể. Thằng duy nhất đen có thể là ai? Là ai? Đấy. Là thằng mới được dạy cho một bài học đấy. Chưa cho phép. Thì đừng nên. Mày làm cái gì nữa? Đó. Top God Solo Kill Z chấm dứt Faker và 3-0 cho Team One. Nói nhiều mất hay. Ui. Còn có cả 8.1% bên đây luôn hả? Ôi ơi. 8.1%. Sao mà dại khờ dữ vậy con? Con trai hy vọng gì ở đâu đấy nữa. Mình liền có ai chấp để chuẩn bị mua skin thôi ba ơi. Ừ, có skin nha. Nè, tôi đóng skin Team One cho anh em coi. Là top là ai chấp. Rồi rừng con reo. Rừng là reo. Rồi mid là Azir.
Parker chưa có được cho mình một con Aegir. Aegir đợt trước là của Easy Hun. Parker phải có một trang phục riêng của mình là Aegir. Aegir là của Easy Hun. Đợt đó Easy Hun làm. Đợt đó Easy Hun làm chứ không phải là Parker. Orianna có chưa à? Mấy anh em không biết con Aegir đó là của Easy Hun à? Mày đặt Fantin Wander. Tức ghê. Fantin Wander mà mở miệng ra này kêu qua IG đó của Parker là chết cơm. Fan này ở đâu? Fan này chắc là Không sao, không chấp mấy bạn. Không chấp mấy bạn. Tại vì mấy bạn hết nhà, hết cửa rồi. Ở đây chúng tôi, người lớn, chúng tôi có một đại gia đình khá là to. Chúng tôi có một bề dày thành tích quá lớn rồi. Chúng tôi không chấp nhất mấy bạn. Mấy bạn có thể trước đó là kẻ thù. Nhưng bây giờ mấy bạn không nhà không cửa. Chúng tôi gian giọng ròn tay. Chào đón các bạn. Hỡi những đứa con Gen Z. Những đứa con lạc lối Gen Z. Hỡi những đứa con lạc lối của DK. Hỡi những đứa con lạc lối của Jin Dong. Hãy về đây. Quỳ xuống chân của Parker. Và chúng tôi sẽ cho các bạn có nhà có cửa. Một nơi các bạn có thể ngẩng cao đầu quanh năm suốt tháng, mọi lúc mọi nơi, chứ không phải cúi gặp đầu xuống đất để đi ra ngoài đường. Nơi đây chính là nhà của Danh Nguyễn. Chim Quang.